chào em đến với tiết học tiếp theo. Thì ở hai tiết trong tuần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu bài 30 và bài 31. Thì bài 30 là cái phần 2 là mã thì chúng ta sẽ tự nghiên cứu. Bài 31 thì phần 1 là mã. Em cũng tự nghiên cứu luôn. Thì mục 1 là mã bài 30 và mục 2 mã bài 31 đã tích hợp thành cái chủ đề là vai trò của ngành chăn nuôi và giống vật nuôi. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu phần 1 là mã là vai trò của ngành chăn nuôi. Thì ở đây chúng ta sẽ có 4 hình. Trong sách giáo khoa ta cũng có hình A, hình B, hình C và hình D. Ở hình A các em chú ý. Em chú ý nhìn một lượt 4 hình A, B, C, D. Rồi chúng ta sẽ đi từng hình. Ở đây hình A. Hình A ta thấy là có cung cấp là sữa, trứng và thịt. Thế đây thịt, trứng, sữa gặp chung là thế là thực phẩm. Rồi hình B. B thấy là trâu bò đang kéo xe và kéo cày. Người ta dự đoán coi là vai trò tiếp theo là làm là cung cấp cái gì ha. Hình C. C thấy là những cánh đồng. Gợi ý là cung cấp cái này là phân bón cho cái nông nghiệp. Ở đây ta thấy là có cung cấp là da, sừng là rồi với chuột với thỏ là thí nghiệm đi không? Làm vaccine. Rồi xem lại một lượt 4 hình lại. Đấy, hình A là sẽ cung cấp thực phẩm. Hình B là sức kéo. Hình C là phân bón. Và hình D là nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác. Rồi ở đây ta xem lại hình này. Hình A là thấy là cung cấp thực phẩm. Thì ở gia đình em thường nuôi những vật nuôi nào? Gia đình ta thường có nuôi là trâu, bò, gà, vịt nha. Rồi có nuôi lợn, nuôi dê. Đây là thịt gà, heo, trứng, sữa. Hôm nay là vai trò đầu tiên là cung cấp thực phẩm. Trò thứ hai, trâu bò đang kéo cày, kéo xe. Đây, trâu kéo cày, bò kéo xe, ngựa kéo xe, voi kéo gỗ. Thì vai trò tiếp theo của chăn nuôi là cung cấp sức kéo. Rồi, câu hỏi là hiện nay nước ta còn cần sức kéo từ vật nuôi không? Hiện nay là vẫn còn ha. Cơ giới hóa nhiều rồi nhưng mà vẫn cần vật nuôi ở một số vùng mà giao thông không thuận tiện để cho những cái máy tới được cánh đồng đó thì phải cần vật nuôi để kéo. Vai trò tiếp theo của ngành chăn nuôi là ngành C, thấy là cung cấp phân bón cho cây trồng đó. Thì câu hỏi trả lời câu hỏi là tại sao phân chuồng là cần thiết cho cây trồng? Đây là phân chuồng sẽ làm cho đất tơi xốp với cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Người hỏi làm thế nào để môi trường không bị ô nhiễm vì phân của vật nuôi? Thì để môi trường không bị ô nhiễm vì phân thì chúng ta phải được ủ hoai mục. Trong quá trình ủ chúng ta sẽ che chắn không để làm ô nhiễm môi trường. Thấy ở nhà đi ngoài đường thường thấy những chỗ mà phơi phân trâu bò đó không có được, không có che chắn mặt vệ sinh ha. Rồi vai trò tiếp theo của là hình C là cung cấp phân bón cho nông nghiệp. Hay ở hình D, đây là sản phẩm từ da trâu bò làm trống, làm dây nịt, làm túi xách, cung cấp sừng vân vân, làm lực ngà. Ngành chăn nuôi có vai trò gì đối với ngành y dược? Là chúng ta sẽ nuôi chuột bạch để thí nghiệm, nuôi thỏ rồi đó, từ đó sản xuất nên các loại vaccine phòng bệnh cho con người. Vậy vai trò thứ tư là cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất khác.
Tóm lại vai trò của chăn nuôi là cung cấp thực phẩm, sức kéo, cung cấp phân bón cho nông nghiệp và nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác. Ngoài ra còn có là phục vụ vui chơi giải trí như là lễ hội đua bò, đua ngựa, chọi trâu, nhân dân. Sang phần 2 là mã vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi. Thì giống vật nuôi có vai trò gì trong chăn nuôi? Thứ nhất là giống vật nuôi quyết định đến năng suất chăn nuôi. Đây ta xem giống vật nuôi. Ở cái phần năng suất chăn nuôi đó là năng suất trứng và năng suất sữa. Thì những cái vật nuôi thì cái hướng sử dụng mà người ta sẽ nuôi là lấy trứng hoặc là lấy thịt hoặc là lấy sữa. Ở đây có ví dụ là lấy trứng và lấy sữa. Thì đầu tiên ta thấy gà lơ go. Gà lơ go là gà mà chuyên lấy trứng đó, gà công nghiệp đó. Thì giờ năng suất trứng là một năm quả trên năm trên con, nghĩa là gà lơ go là một con trong một năm sẽ sản xuất từ 250 đến 270 quả trứng. Gà ghi là gà thả vườn của chúng ta, gà năng suất trứng là từ 70 đến 90. Rồi bò Hà Lan là bò ta nuôi chuyên lấy sữa đó, và bò xiên cũng vậy. Thì cái năng suất sữa của bò Hà Lan là từ 5.500 đến 6.000 ml sữa trong một ngày, là bò xiên là 1.400 đến 2.100. Rồi tiếp theo xem các bạn, nó là giống vật nuôi là lợn Landrace, lợn ỉ, vịt. Dịch CV Super M, vịt Khaki, Campbell, bò Hà Lan, bò dạng Việt Nam, châu Muga. Rồi thấy lợn Landrace là khối lượng thịt đó là từ 350. Lợn ỉ là 50 đến 60. Lợn ỉ là loại lợn ở miền Bắc, lợn này là mỡ nhiều, lợn Landrace là lợn hứng lấy thịt nhiều, tỷ lệ nạc cao. Còn trứng là hai loại vịt, năng suất trứng quả thấy vịt CV Super M là từ 170 đến 180 và vịt Khaki Campbell là 240 đến 280. Thấy giữa hai cái giống vật nuôi này thì cái năng suất trứng nó sẽ, loại dịch Khaki Campbell sẽ cao hơn, gọi là dịch siêu trứng. Rồi cái năng suất sữa, bò Hà Lan nãy tôi có giới thiệu rồi, 5.500 đến 6.000. bò dằn Việt Nam là từ 300 đến 400, châu Mura là từ 3.000. thì cái xem cái tỷ lệ mỡ trong sữa đó, là phần trăm mỡ trong sữa thì bò Hà Lan sẽ không có, còn bò vàng Việt Nam và châu Muga là, bò vàng Việt Nam tỷ lệ là 3,8-4, châu Muga là 7,9%. Thì ta đang là khối lượng tối đa của lợn Landrace lợn nghĩ khác nhau do yếu tố nào, là do yếu tố di truyền, là do giống. Giống mà lớn lớn con, giống nhỏ con đó. Thì cái này yếu tố di truyền này lên sinh học lớp 9 ta sẽ học. Và yếu tố nào ảnh hưởng quan trọng đến năng suất cao như thịt, trứng, sữa là do thức ăn, nuôi dưỡng và chăm sóc. Nếu như giống mà tốt thì chúng ta là điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc không tốt thì chất lượng sẽ cái năng suất cũng không cao. Do nếu như mà giống không tốt thì do điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc tốt thì có thể là tăng lên
được năng suất trong giới hạn nào đó chứ không có cao hơn được cái giống mà năng suất cao. Thì phần tiếp theo là giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Thì ví dụ tỷ lệ mỡ trong sữa của giống trâu Muga là 79%, giống bò Hà Lan là 38-4%, bò xin là 4-5%. Muốn chăn nuôi đạt kết quả cần chú ý điều gì? Thì để chăn nuôi đạt kết quả cao thì cần chú chọn giống vật nuôi phù hợp với mục đích chăn nuôi. Mục đích chăn nuôi chúng ta là ví dụ như là ta hướng lấy trứng, lấy thịt, nhưng ta nuôi vịt đi. Vịt mà ta hướng là để lấy trứng thì ta sẽ nuôi vịt siêu trứng. Rồi nuôi hướng lấy thịt thì nuôi vịt siêu thịt. Nhân dân. Ở phần 2 là mã này chúng ta sẽ nội dung của phần 2 la mã là có là phần 1, 1 nhỏ, phần 2 nhỏ, là tiêu đề phần 1 nhỏ, 2 nhỏ đó. Ta ghi bài vào phần đó. Thì đến bài tập củng cố thì nhớ là giống vật nuôi có vai trò gì trong chăn nuôi. Và là ta sẽ trả lời là hai cái phần 1 nhỏ hay mà 2 nhỏ, cái tiêu đề của phần 1 nhỏ và 2 nhỏ đó. Rồi chúng ta về nhà sẽ làm tìm hiểu đặc điểm một số giống vật nuôi ở quê hương em và điền vào bảng sau. Thì đầu tiên là bên là tên giống vật nuôi thì chúng ta sẽ lựa ví dụ như gà, vịt gì đó, nhân. Gà chúng ta hỏi tên gà gì, gì nhân dân không nói chung. Rồi đặc điểm của hình dễ nhận biết nhất là ví dụ như gà thì có hình dáng, màu lông, nhân dân. Rồi, thân với vai trò nhiệm vụ phát triển chăn nuôi thì có bốn vai trò, nghĩa là cung cấp thực phẩm, cung cấp sức kéo, cung cấp phân bón và cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất. Rồi bây giờ học bài, trả lời câu hỏi cuối bài xem trước. Bài 32, 34 thì tuần sau chúng ta sẽ học tiếp tục với chủ đề tiếp theo gồm 3 bài. Rồi, bài học kết thúc, chào các em.